Chào mừng các bạn đã đến chuyên mục mới của DLMIO, nơi những tin tức hot nhất, hoặc là không, của làng game tuần qua được bọn mình tổng hợp. Rồi, bây giờ không dài dòng nữa, vì chúng ta sẽ chỉ có khoảng 5 phút trong video như này mỗi tuần mà thôi. Hãy cùng bắt đầu thôi nào. Đầu tiên có thể kể đến thương vụ bạc tỷ của anh chàng bị chửi nhiều nhất khi chúng ta bị khóa app Facebook, Mark Zuckerberg. Mới đây thì Meta đã công bố hoàn thành 3 thương vụ thu mới. Nạn nhân lần này lần lượt là các studio Amateur Studio, Camouflage và Twisted Pixel. Trong đó Amateur Studio khi là người pop bản game nổi tiếng lên nền tảng VR tiêu biểu như Resident Evil 4, Batman Arkham Origins. Tiếp theo thì Camouflage lại là studio đứng sau tựa game như Marvel Iron Man VR. Và cái tên cuối cùng là Twisted Pixel, có lẽ là cái tên máu mặt nhất khi nhà phát triển đằng sau hàng loạt những tựa game như The Maw, Spolotion Man, Comic Jumpter, The Gunstringer. Công ty này từng thuộc về Microsoft vào tháng 10 năm 2011, tuy nhiên vào tháng 9 năm 2015, công ty đã tách ra khỏi ông lớn Microsoft và hoạt động độc lập cho đến nay khi đã bị mua lại bởi Meta, của tên người thằn lằn chi phối cả cái mạng xã hội này. Ba công ty mới đây không phải là những công ty đầu tiên mà bị Meta thâu tóm bởi tham vọng bá chủ vũ trụ VR của mình trước đó. Đã có rất nhiều công ty game khác đã vào trong. Tuy vậy, đến hiện nay thì những gì chúng ta thấy về Meta vẫn chỉ là một đống hổ lốn với đồ họa từ những năm 2000. Khó có thể tưởng tượng được Meta sẽ làm thế nào để thay đổi được đây. Từ lâu thì phim chuyển thể từ game đã luôn là tâm điểm chú ý cộng đồng game thủ. Sau một tháng chúng ta bị cuốn hút bởi Edge Runner của CD Projekt Red, thì mới đây, tại hậu trường bộ phim The Last of Us được chuyển thể thành game đã xảy ra một vụ lùm xùm nghiêm trọng. Cụ thể là HBO đã không cho diễn viên đóng nhân vật chính The Last of Us chơi qua tựa game trước khi đóng phim, mà ở đây là nữ diễn viên Bella Ramsey, người sẽ vào vai Ellie. Bella Ramsey hẳn đã nổi danh với khán giả Việt Nam qua vai diễn Lyanna Mormont ở trong Game of Thrones, người đã bị lên đĩa trong phần 8 của loạt phim. Trước khi drama này xảy ra, thì cô cũng đã bị chê vì tạo hình không hợp với nhân vật Ellie. Điều này đã gây thêm một luồng tranh cãi cực lớn trong cộng đồng game thủ, khi có người cho rằng không chơi game thì làm sao mà biết được mình đang đóng cái quái gì. Một số khác thì lại cho rằng chẳng ai muốn diễn viên live action copy theo lối diễn của diễn viên ở trong game cả. Mỗi diễn viên sẽ cách thể hiện riêng. Vậy thì việc của chúng ta là đợi phim ra mắt rồi hãng đánh giá. Chơi game hay không thì chưa chắc đã giúp diễn được tốt hơn. Nói tốt hơn thì bạn đã bao giờ nghĩ rằng mắt bạn sẽ tốt hơn khi chơi tựa game chưa? Nếu vậy thì hãy đến với Doom, một tựa game huyền thoại mà mới đây nó sẽ làm cho mắt bạn tốt hơn. Một game thủ ở trên Twitter có tên gọi là Sam Person đã cho ra mắt một phiên bản Doom do chính anh ta port. Sẽ chẳng có gì đáng nói vì port Doom lên các nền tảng khác nhau thì là một chuyện rất bình thường trong fandom của Doom rồi. Cơ mà đặc biệt ở chỗ là thay vì chạy trên một thiết bị nào đó như TV hay tủ lạnh, nồi cơm hay quay thử thai giống trước đây, thì lần này anh quyết định port Doom trên nền tảng chạy Notepad.exe. Phải, bạn không nghe nhầm đâu, Notepad.exe của Microsoft, thứ mà tác dụng duy nhất là cái tên của nó. Và giờ đây, nó có một công cụ khác, chính là chơi Doom cũng như luyện mắt. Được biết, sự cố chấp của anh đến từ lời thách thức của một tài khoản có tên Gardina. Nếu như đã luyện mắt xong thì có vẻ các bạn sẽ muốn mở máy tính lên và truy cập về hệ thống trang web người lớn để có thể thấy sự trở lại của một nhà vua, khi mà theo các tin tức được xác nhận thì sau khi các model của Overwatch 2 có khả năng bị trích xuất để phục vụ các nội dung nóng bỏng, hàng loạt các trang web trong lĩnh vực này đã ghi nhận từ khóa về Overwatch. Ví dụ như ở một số trang đầu ngành thì từ khóa về Overwatch đã vượt qua từ khóa về Ganyu. Những content hot về Overwatch đang tạo nên một làn sóng chấn động trên các nền tảng mạng xã hội, thậm chí nó còn hot hơn cả tựa game thực của Blizzard. Cho đến nay thì Overwatch và cộng đồng yêu thích những hình ảnh nóng bỏng liên quan đến tựa game này đã truyền cảm hứng cho rất nhiều nhóm chuyên nghiệp và công ty khác nhau trong lĩnh vực sản xuất nội dung dành cho người lớn liên quan đến trò chơi này. Và nó thực sự là một lĩnh vực hái ra tiền triệu đô, thậm chí là có những đề tài nghiên cứu về làn sóng mà Overwatch đã tạo ra, vì nó hoàn toàn thay đổi trào lưu và làm mới hoạt động cộng đồng này. Và cuối cùng, để kết thúc bản tin ngày hôm nay thì hãy cùng mình đến với Steam, khi mà mới gần đây đã có một bản update siêu to khổng lồ dành cho app của nó ở trên mobile. Cụ thể là app Steam Mobile, cái mà trước giờ công cụ duy nhất của chúng ta cần tới nó là dùng Steam Guard hoặc mua game khi đang bận, thì bất ngờ update lớn hàng loạt tính năng cũng như giao diện mới vào rạng sáng ngày 13 theo giờ Việt Nam, khiến nó không còn đơn thuần là một app buồn chán thuở nào nữa. Vậy thì chúng ta có gì mới đây nhở? Xác minh hai bước. Trước khi app Steam của chúng ta chỉ có thể xác minh qua Steam Guard code thì bây giờ khỏi cần, chỉ việc bấm OK là vào luôn, đỡ lằng nhằng. Có ông nào muốn dùng code thì vẫn OK. Tiếp theo là QR code. Đúng là về tỷ năm rồi thì mới có cái tính năng scan để đăng nhập này, trong khi rất nhiều app khác đã có từ rất lâu rồi. Từ chỗ đăng nhập hoặc chấp nhận đăng nhập, tải game từ xa, miễn là máy tính hay Steam Deck của bạn đang bật thì bạn có thể vừa đi làm, vừa mua game xong tải luôn qua ứng dụng này, về nhà là có game chơi rồi. Tính năng này tuy đã có từ ngày xưa nhưng cũng chỉ hỗ trợ một vài dòng máy, còn giờ đây thì mọi điện thoại đều có thể dùng với giao diện tiện lợi và mới mẻ hơn nhiều. Hệ thống market thì cũng cải tiến cao hơn, không còn chuyện mấy đồ bán rẻ không cần confirm gì nữa mà cứ thế bay, khiến những trường hợp app bị xâm nhập và bay hết đồ đạc mà chủ không hề biết. Và giờ đây, app còn hỗ trợ đăng nhập cả chục app Steam trên điện thoại, rất hợp với mấy ông cày thuê hoặc trader. Và cuối cùng là giao diện được tân trang lại, trẻ đẹp và tươi mới giống máy tính hơn. Update thì nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại cực ngon đối với những ai đã và đang dùng Steam.
Nếu bạn chưa update, hãy thử ngay nhé. Rồi, và đó là một số tin tức hot nhất tuần vừa qua. Nếu bạn thấy hay và ok về series này thì hãy comment cho mình biết nhé. Cũng như đừng quên cho một like và đăng ký kênh DLM ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm luôn.